Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa các bạn, hôm nay khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nhất là khu vực Bắc Mê, Hà Giang 39 độ, Bảo Lạc, Cao Bằng 38,5 độ, Chợ Rã, Bắc Cạn 38 độ. Dự báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày sắp tới. Các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ nắng nóng còn duy trì trong ngày mai. Từ ngày kia, nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ bắt đầu có xu hướng giảm dần. Từ khoảng chiều tối ngày mai, một đợt mưa rào và mưa dông mới diễn ra rải rác tại hầu khắp các tỉnh thành khu vực của Bắc Bộ. Đợt mưa này có thể kéo dài trong 3 đến 4 ngày, trong đó mưa to tập trung chủ yếu tại các khu vực trung du và vùng núi. Trong cơn dông cần đề phòng với khả năng xảy ra mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Các tỉnh thành khu vực Trung Bộ trong những ngày nắng nóng, về chiều tối ở khu vực vùng núi có mưa rào và dông kèm theo nguy cơ về lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Nam với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ từ trung bình đến mạnh, nên hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ, có nơi trên 20mm như là Đắk Xin, Đắk Nông 25mm, phường 3 Bến Tre 26mm, núi Sập An Giang 25mm. Dự báo trong đêm nay, ngày mai, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10mm đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong đó, mưa to tập trung nhiều vào chiều và tối. Do mưa nhiều nên nhiệt độ trong ngày tại các tỉnh thành khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ khá mát mẻ, cao nhất là từ 27 đến 30 độ, còn khu vực của Nam Bộ từ 30 đến 33 độ. Cảnh báo từ ngày mai đến ngày kia, mưa ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có xu hướng gia tăng mạnh. Cục bộ có mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các khu vực trũng thấp và lũ quét sạt lở đất tại các khu vực vùng núi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực tỉnh thành trên cả nước trong đêm nay, ngày mai và 7 ngày sắp tới. Khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các khu vực lân cận tạnh giáo và không mưa. Mưa rào và dông rải rác ở một số nơi tại Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc Sơn La, cục bộ một số nơi ở Điện Biên về đêm có mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi tại phía Nam Sơn La và Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Các khu vực vùng núi phía Tây Bắc nhiệt độ ở mức thấp hơn từ 23 đến 25 độ. Ngày mai trời nắng nóng, mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi và buổi sáng tại phía Tây Điện Biên, Lai Châu, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Đến chiều và tối, có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại khu vực ven biển của Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và khu vực phía Tây Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nam, Ninh Bình. Cục bộ một số khu vực có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi tại Hưng Yên, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang và Hà Nội. Đến tối và đêm mai, đến rạng sáng ngày kia, một đợt mưa to đến mưa rất to diện rộng tại hầu khắp các tỉnh thành vùng núi phía Bắc. Khu vực phía Tây Bắc Bộ bao gồm Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình. Mưa sẽ gia tăng về đêm và rạng sáng, cục bộ sẽ có những nơi có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Trong mưa dông cần đề phòng với khả năng xảy ra mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời cũng cần phải đề phòng với khả năng xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Mưa nhỏ, mưa rào và dông rải rác ở một số nơi tại Quảng Ninh và Lạng Sơn. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 24 độ. Dự báo từ ngày mai, mưa vừa và mưa to có xu hướng mở rộng ra toàn khu vực của Bắc Bộ và kéo dài tới ngày 17 tháng 6. Trong đó, mưa to sẽ tập trung nhiều vào chiều và tối, đêm và sáng sớm.
từ ngày 18 tháng 6, mưa sẽ có xu hướng giảm nhanh, mưa nhỏ rải rác tại các khu vực vùng núi, cục bộ vẫn có nơi có mưa vừa và mưa to. Dự báo xa hơn, từ khoảng ngày 20 tháng 6, một đợt mưa rào và mưa dông mới sẽ quay trở lại tại các tỉnh thành khu vực của Bắc Bộ, trong đó mưa chủ yếu tập trung tại các khu vực của Trung Du và vùng núi. Từ ngày mai trở đi, nhiệt độ toàn khu vực của Bắc Bộ sẽ có xu hướng giảm từ 2 đến 4 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 34 độ và duy trì trong những ngày sau đó. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào rải rác ở tại các nơi như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, cục bộ một số khu vực của Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với khả năng xảy ra mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa tập trung nhiều vào tối và giảm dần về đêm, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Ngày mai trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, cục bộ có nơi trên 37 độ. Về chiều tối có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, cục bộ ở một số nơi như Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Các khu vực tại Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trời tạnh ráo và không mưa. Đến tối và đêm mai có mưa nhỏ và mưa rào rải rác ở một số nơi tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Khu vực ven biển của Thanh Hóa về đêm và rạng sáng có mưa vừa và mưa to. Khu vực của Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trời tạnh ráo và không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Dự báo vẫn có những cơn mưa nhỏ, mưa rào và dông rải rác ở một số nơi tại Thanh Hóa, Nghệ An trong những ngày sắp tới. Từ ngày mai, mưa có xu hướng gia tăng tại Thanh Hóa với nhiều điểm có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối, đêm và rạng sáng và có thể duy trì tới ngày 16 tháng 6. Các khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, từ ngày mai trở đi ban ngày trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 38 độ. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa nhỏ và mưa rào chủ yếu tập trung về chiều tối, đêm và rạng sáng. Còn ban ngày trời nắng nóng với mức nhiệt từ 34 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời ít mây, có mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi tại phía đông Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Thời gian mưa ngắn tập trung vào tối và giảm nhanh về đêm. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Ngày mai trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Còn từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Về chiều tối có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Cục bộ ở một số nơi ở phía Nam Bình Thuận có mưa vừa và mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với khả năng xảy ra mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi tại Quảng Nam, Quảng Ngãi. Đến tối và đêm mai trời tạnh ráo và không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên vẫn có những cơn mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác vào chiều tối tại Nam Trung Bộ như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận trong những ngày sắp tới. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên, từ ngày mai trở đi trời nắng nóng và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, phổ biến từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại phía Tây của Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông, Lâm Đồng, cục bộ một số nơi ở phía Tây Kon Tum, Gia Lai, về đêm có mưa vừa và mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 18 độ. Ngày mai trời nhiều mây và nắng gián đoạn, có mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác ở một vài nơi tại Kon Tum, Gia Lai và một số nơi của phía Nam Đắk Nông, Lâm Đồng. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, đến chiều và tối có mưa rào và dông rải rác tại hầu khắp các nơi như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Cục bộ ở một số tại Đắk Nông, Lâm Đồng và phía Nam Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam ở mức cấp 2, cấp 3. Đến tối và đêm mai mưa giảm, có mưa nhỏ và mưa rào rải rác ở một số nơi tại Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng. Cục bộ ở phía Tây của Kon Tum, Gia Lai có thể có mưa vừa và mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Các khu vực vùng cao nhiệt độ thấp hơn từ 17 đến 19 độ. Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên vẫn có những cơn mưa rào và mưa dông rải rác tại Tây Nguyên trong ngày mai. Cục bộ vẫn có những nơi có mưa vừa, mưa to. Từ ngày kia trở đi, mưa sẽ có xu hướng giảm dần. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều và tối.
tập trung chủ yếu tại phía Nam của Tây Nguyên, nhất là Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ và duy trì trong những ngày sắp tới. Khu vực Nam Bộ trời tạnh ráo và không mưa, có mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi tại một số nơi ở Bình Phước, Đồng Nai. Cục bộ một số nơi có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp từ 24 đến 27 độ. Ngày mai, ngay từ buổi sáng có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại An Giang, Long An, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Bình Phước, Đồng Nai. Các khu vực còn lại buổi sáng và trưa phổ biến trời nhiều mây và có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 34 độ. Đến chiều và tối có mưa rào và mưa dông với lượng mưa vừa, mưa to sẽ diễn ra trên diện rộng tại cả hai khu vực miền Tây và miền Đông Nam Bộ. Nhiều nơi có mưa to như tại An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Các khu vực phía Tây như là Kiên Giang, An Giang, Long An, Tây Ninh, Bình Phước có mưa nhỏ và mưa rào rải rác ở một vài nơi. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời cũng có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi, ngập úng tại các khu vực đô thị, các khu vực trũng thấp, khu vực của Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Cần Thơ có gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Đến tối và đêm mai, mưa sẽ giảm nhanh, trời nhiều mây, tạnh ráo, không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên vẫn còn những cơn mưa rào và dông với lượng mưa vừa, mưa to xuất hiện rải rác trên cả khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ trong ngày mai. Từ ngày kia thì mưa sẽ có xu hướng giảm, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30 đến 34 độ. Từ khoảng ngày kia trở đi, nhiệt độ toàn khu vực Nam Bộ sẽ tăng nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.